Trong bức ảnh Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cố Tổng Bí thư Trường Chinh chụp với các chiến sĩ Điện Biên trong sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 năm 1954, xuất hiện hình ảnh một cậu bé. Cậu bé trong tấm ảnh ấy nay đã là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và là tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên về đường ống xăng dầu, bộ đội Trường Sơn, dòng sông mang lửa. Con em trong cơ quan được mặc quần áo đẹp mừng sinh nhật Bác cùng với Bác để múa hát. Khi mà mọi người tản về, còn mình tôi vẫn lang thang ở chỗ ấy, thì tôi thấy các chú chiến sĩ Điện Biên chụp ảnh với lại Bác Hồ với các chú trong Quân ủy Trung ương. Bác bảo vào đây Bác. Thế là tôi vào. Cho nên tự nhiên một cái bức ảnh rất là trang trọng như tự nhiên là có một thằng bé chụp vào đấy. Lên chiến khu Việt Bắc cùng cha từ năm 8 tuổi, cậu bé Hồ Sĩ Hậu năm ấy có may mắn được gặp Bác nhiều lần. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng những ký ức và ấn tượng sâu sắc về Bác vẫn còn vẹn nguyên. Bác rất là nghiêm khắc, dạy dỗ các cháu, nhưng cũng rất là bao dung. Có một cái chuyện mà tôi để cho tôi một ấn tượng rất là sâu sắc. Bác thư ký báo với cụ tôi là Bác Hồ bảo cho Hậu lên ăn cơm. Thì tôi lên, tôi nhớ là hôm đấy có tôi với bạn nữa. Và cái bữa cơm thì thật sự là đạm bạc. Cơm, canh, cà, đĩa cá kho. Bác Hồ xới cơm cho chúng tôi. Bác Hồ bây giờ Bác xới cho các cháu này. Các cháu ăn này. Tự ăn gì thì gắp mà ăn. Đừng, Bác sẽ không gắp đâu. Và ở nhà cũng đừng bắt bố mẹ gắp. Từ chỗ Bác ở sang bên cơ quan ấy, thì chạy trẻ chúng tôi ở giữa và thường Bác ghé vào. Hôm đấy là chúng tôi là có một bạn, thế là bạn Tộ. Bạn ấy đánh một cái bạn khác và bị cô bắt phạt úp mặt vào tường. Thì cậu bị úp mặt vào tường nhưng cậu vẫn ngó ngoáy, cậu ấy không đứng yên được. Nhưng mà khi thấy Bác Hồ vào, cho nên cậu úp mặt rất là khắc khổ. Bác mới hỏi cô Bác, tức là cô là cô vào mẫu đấy. Cô Bác và thưa Bác là nó đánh bạn nên cháu phạt. Và thế bây giờ nếu Bác xin cho cháu thì cô tha thứ không? Có. Là Bác Hồ gọi Tổ đến, bây giờ Bác xin phép cô Bác rồi. Nếu mà cháu mà xin lỗi bạn thì cô Bác sẽ tha thứ. Thế cháu xin lỗi bạn đi, thế là gọi bạn kia đến để Tổ xin lỗi. Cái chuyện đấy nó để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì cụ là lãnh tụ, nhưng mà cụ vẫn luôn luôn giữ nguyên tắc và rất là tôn trọng người, dù người đó chỉ là một người bảo mẫu. Ở chiến khu thì được gặp Bác nhiều, nhưng đến khi hòa bình về thì không còn được gặp nữa. Và khi tôi xem trên phim ấy, thấy các anh hùng chiến sĩ thi đua được gặp Bác ấy, và tôi tâm niệm là sau này mình sẽ được gặp Bác với tư cách là một anh hùng chiến sĩ thi đua. Với ước mơ trở thành một người lính, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất, cậu sinh viên Hồ Sĩ Hậu được điều động bí mật nhập ngũ để tham gia xây dựng đường ống dẫn xăng dầu vào Nam, mặt trận ác liệt nhất của tuyến đường Trường Sơn Huyền Thoại. Năm 1969, khi mà nghe tin Bác mất, cũng là lúc đơn vị tôi bị đánh vô cùng ác liệt. B-52 nó đánh vào đơn vị, thì chúng tôi sơ tán ở một chỗ khác, thì trên đường đi, thì chúng tôi đi cùng chiều với lại một cái cáng thương binh. Và trên cáng đó là đồng chí chính trị viên tiểu đoàn 337. Anh ấy là người miền Nam, tôi nhớ mãi. Anh chắc là đau lắm cho anh ấy cứ quần quại ở trên võng ấy. Và đến gần cái trạm phẫu thuật thì anh gào lên. Anh bảo tôi không thể qua khỏi được đâu các đồng chí ạ. Bác Hồ mất rồi nhưng mà chúng ta còn đảng, còn quân đội, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng các đồng chí. Đừng nản chí nhé. Và sau đó thì anh ấy sinh. Cuộc chiến tranh chống Mỹ nó đang ở thời kỳ rất là khó khăn mà Bác lại ra đi. Thế nhưng mà cái lời của đồng chí chính trị viên đó nó làm cho mình, nó gây cho mình một cái suy nghĩ rất lớn. Và mình bỗng nhiên tất cả những cái kỷ niệm về Bác lại ùa về. Và mình mới nhận ra rằng là ở cái nước Việt Nam này cũng ít người may mắn được gặp Bác như mình. Thuở ấy, năm 8 tuổi, không phải chỉ là Bác Hồ đâu mà nó tình cảm như của một người ông nội. Cho nên mình cảm thấy mình được chăm sóc, được dạy dỗ như thế thì mình phải sống cho xứng đáng. Và do đó quá trình Trường Sơn, trong suốt cuộc chiến đấu tôi luôn luôn phấn đấu để làm sao mà xứng đáng với những điều may mắn hơn những người khác mà tôi được hưởng.